Có một bạn lớp 6 hỏi thầy một cái bài tập về tìm x. Bạn ấy có chép đề ra tờ giấy trắng sau đó chụp cho thầy. Nhờ thầy giải cái bài đó. Thì thầy ngồi nháp một lúc không thấy khả quan mà thầy cũng nghĩ là nó khó quá so với chương trình lớp 6. Nhất là khi bây giờ mới là đầu năm học. Thì thầy mới bảo bạn ấy là con chụp đề sang đây cho thầy. Chứ bây giờ con chép ấy thì chỉ cần nó sai một dấu thôi là thầy đã không làm được rồi mà bài toán nó thành sai hẳn đi rồi ấy. Rồi nếu con sai một số thôi cũng thế. Rồi nếu bài toán có lời văn mà con sai một chữ thôi thì là đã không làm được rồi. À, thế bạn mới chụp lại cho thầy xem. Thì nó như thế này này. Rồi thầy sẽ gửi cái ảnh chụp màn hình lên cho bọn con xem. Đầu tiên bạn chép cho thầy là 3 mũ 2 xong rồi cái x lệch như thế này. chia cho 3 mũ x trừ 3 bằng 2184 thì xong con so với cái ảnh gốc nhá mà bạn đấy chụp nguyên từ cái đề ấy mà không phải là chép hoặc là chụp màn hình ấy thì cái chỗ này này bốn dĩ nó là hai một tám bảy thì thầy đã thấy nghi nghi rồi cái con số hai một tám bốn này nó không phải đâu còn con số hai một tám bảy này nó chính là bằng ba mũ bảy thì nó liên quan tới cơ số 3 thì mới làm được rồi còn một cái sai thứ hai nữa mà thì khuyến nghị bọn con là nếu có hỏi bài thầy thì lên chụp đề hoặc chụp màn hình cho nó chính xác vào chứ chép lung tung lung tung chữ xấu là thì làm mất công lắm nhá. Đây này, đề gốc của người ta đây này, 2 nhân x. Thì bạn chép như thế này. Nên thầy mới ghi tiêu đề bài là lũy thừa tầng. Trời ơi. Chép thế này là nó khác đi và nó khó hơn rất là nhiều rồi. 3 mũ 2 nhân x nó khác hoàn toàn với lại 3 mũ 2 xong mũ x như thế này. Nhá, cái bên này người ta gọi là lũy thừa tầng, còn cái bên này nó chính là 3 mũ 2 tất cả mũ x. Ở lớp 7 người ta gọi nó là lũy thừa của lũy thừa. Nhưng mà lớp 6 thì đâu có làm khó như này đâu Đấy Trong một cái đề mà chép tay cho thầy thôi Sai một chỗ ở đây và sai hai chỗ ở đây Thì làm sao mà thầy làm được nữa Rồi còn cái sai thứ ba Cái sai thứ ba là Đây là một bài chắc nghi âm Khi mà bạn chụp màn hình cho thầy cái câu này này Cái đề gốc ấy Là người ta cho là người ta hỏi số tự nhiên x thỏa mãn phương trình này Thỏa mãn cái điều kiện này Xong rồi người ta cho các đáp số ở đây Tức là người ta hỏi trắc nghiệm Thế thì hỏi trắc nghiệm thì con phải chụp đề sang đây rồi thầy hướng dẫn con làm theo kiểu của trắc nghiệm Chứ bây giờ cái đề nó là trắc nghiệm mà con chép mỗi cái đề bài xong rồi đem đi hỏi thầy Muốn thầy làm tự luận Thì cũng có những bài thầy làm được thôi Và nhiều bài là làm được Nhưng mà làm tự luận nó dài Cái bài trắc nghiệm thì mình sẽ làm theo kiểu trắc nghiệm cho nó nhanh và tiết kiệm thời gian Đi thi mà bọn con lại dùng cái cách thầy dạy để làm tự luận cho một bài trắc nghiệm Thì như thế là sai lầm Tại vì nó mất nhiều thời gian Đúng không nào? Bài trắc nghiệm nhá, thầy ghi đây rồi là con có thể thử đáp án người ta cho a b c d bây giờ rồi mình lấy x này mình thay vào đây mình thử mình lấy đây mình thay vào đây thử nó còn nhanh hơn đúng không nào đấy cái chỗ này là thầy muốn chú ý bọn con một tí về cái việc là hỏi bài thầy thì nên chụp đề chứ đừng chép tay mà chép tay thì phải chép cho chính xác mà nếu là bài trắc nghiệm thì bọn con phải nói cho thầy cho nó rõ đây là bài trắc nghiệm và nói rõ cái nhu cầu của con là con muốn thầy chữa theo kiểu trách nghiệm hay là muốn chữa theo kiểu tự luận được không nào nhá yeah.